Con lương, bà con ta biết con lương hết phải không bà con? Con lương á rất hiền, thịt nó ngon mà giá cả còn phải chăng, nhưng bà con rất thích ăn con lương nha bà con. Nhưng mà không phải thích đó là ai ăn cũng được đâu bà con. Có những người có bệnh thế này là vui lòng đừng ăn con lương để sức khỏe của ta nó tốt lên. Bởi vì ăn con lương nào, những người những bệnh thế này thì nó không tốt gì cho sức khỏe cả, mà nó làm bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là bệnh gút, mỡ máu. Trẻ em dưới 2 tuổi đang phẫu thuật và vết thương hở là vui lòng không ăn con lương. Còn ăn con lương còn lại là nó tốt, nó tốt cho sức khỏe vô cùng, vì nó có vitamin A, D, B, 12, tốt cho mắt, miễn dịch, hệ thống xương, thông kinh mạch, làm mạnh gân cốt, ích dương, ích tỳ bổ thận, giảm phong thấp, các chứng lao lực tốt cho cơ thể suy nhược, trừ phong được các loại. Nhưng mà trẻ em thì không ăn nha bà con, chứ không phải tốt là cho trẻ em ăn là không được. Còn nữ là ăn không quá 24 gram, nam ăn không quá 36 gram một ngày. Ăn 5 ngày là phải nghỉ, ăn 5 ngày là nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp nha bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi là ngày nào cũng có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con thấy được, đăng ký để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Bà con ơi, nếu nói về con lương thì nó tốt vô cùng cho sức khỏe. Nhưng mà những người có bệnh và những người này vui lòng đừng ăn con lương, đó là bệnh gút, mỡ máu, trẻ em dưới 2 tuổi đang phẫu thuật, vết thương hở. Ăn con lương nó có lợi, ăn lương có lợi cho sức khỏe, vì nó có vitamin A, D, B12, tốt, tốt cho mắt, miễn dịch, hệ thống xương, thông kinh mạch, làm cho mạnh gân cốt, ổn dương, ích tỳ bổ thận, giảm phong thấp, các chứng lao lực nó tốt cho cơ thể, nó tốt cho việc suy nhược, trừ phong được các loại nha bà con. Nó tốt cho cơ thể suy nhược trừ phong được các loại. Nhưng mà trẻ em là không ăn, không ăn nha bà con. Còn nữ ăn không quá 24 gram, còn nam ăn không quá 36 gram, ăn 5 ngày nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Bà con thấy được, vui lòng đăng ký để 4 video đời sống sức khỏe chúng tôi đến với bà con sớm hơn, và vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Nào nào, xin chào.